Chiến sự Nga-Ukraine ngày 347 ghi dấu ấn bằng việc Ukraine đã biến căn cứ của lực lượng Nga gần Uklida thành đống tro tàn. Thiệt hại về người của quân xâm lược ước tính từ 30 đến 200 người. Vào chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 2, một vụ nổ mạnh đã xảy ra ở vùng Belgorod của Liên bang Nga. Tiếng nổ lớn được bắt đầu bằng một tiếng vo vo mạnh mẽ, nghe như máy bay bị rơi, những cột khói đen bốc lên bầu trời, trông như ngày tận thế. Còn khủng khiếp hơn các thống kê của Ukraine và phương Tây trong 11 tháng của cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, tổng thiệt hại của quân đội chiếm đóng Liên bang Nga lên tới 185.000 người thiệt mạng và mất tích. Dữ liệu như vậy đã được công bố bởi các nguồn ẩn danh trong điện Kremlin. Rộ tin Ukraine thay Bộ trưởng Quốc phòng khiếp trừng phạt ngành công nghiệp hạng nhân Nga. F-22 bắn hỏa tiễn siêu đắt hạ mục tiêu khinh khí cầu Trung Quốc to bằng 3 xe bus. Hai người Việt nghi mất tích trong vụ lật tàu cá ở Hàn Quốc. Tất cả sẽ được thông tin chi tiết ngay sau đây. Ngô Lê Phan xin chào tái ngộ quý khán giả thân thương của The Sài Post trong bản tin tổng hợp trưa ngày 6 tháng 2. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và bình an. Mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là những diễn biến mới nhất về cuộc chiến Nga-Ukraine. Và đáng chú ý trong ngày, thưa quý vị, Ukraine đã biến căn cứ của lực lượng vũ trang Nga gần Uleda thành đống tro tàn. Phi quân sự hóa chỉ huy lữ đoàn Nga ở Donbass Bên cạnh đó là vụ nổ mạnh đã khuấy động vùng Belgorod của Nga, cũng như dữ liệu khủng khiếp về tổn thất của quân đội Nga ở Ukraine bị rò rỉ từ Điện Kremlin. Quân đội Ukraine đã đánh bại căn cứ quân sự của Nga ở hướng Uklida vào ngày 5 tháng 2, khi bị chiếm đóng, quận Volnovakha của Donbass. Một vụ nổ mạnh mẽ đã xảy ra, căn cứ quân sự của quân xâm lược Nga đã bị phá hủy. Kirolovka nằm cách thành phố Uklida của Ukraine khoảng 14 km về phía nam, nơi đã bị thủy quân lục chiến Nga tích cực tấn công trong những tuần gần đây. Khoảng một tuần trước, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận thấy hoạt động cao của người Nga tại ngôi làng này. Trước khi bắt đầu cuộc tấn công vào Vigiolida, lực lượng chiếm đóng đã bất cẩn quyết định tạo ra một khu tập trung ở trung tâm Kirolovka, phần trung tâm của khu định cư. Các tòa nhà hành chính và giáo dục của nó đã bị biến thành căn cứ nơi quân địch tập trung trước khi được gửi đi ra tiền tuyến. Hành vi trơ trẽn như vậy đã bị chú ý. Do các cuộc tấn công có độ chính xác cao của lực lượng vũ trang Ukraine, quân Nga đã bị tổn thất rất nặng nề về nhân lực, căn cứ tự biến thành tro tàn, thiệt hại ước tính khoảng 30 đến 200 người thiệt mạng, nhưng người Nga giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Được biết rằng cho đến hiện tại, cuộc tấn công của lực lượng thủy quân lục chiến Nga vào Volida đã bị sa lầy, dưới thành phố có một nghĩa trang chứa người chết và thiết bị quân sự của quân chiếm đóng. Thưa quý vị, ở vùng Belgrade của Liên bang Nga lại bùng trồn, một vụ nổ mạnh vang lên. Vào chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 2, một vụ nổ mạnh đã xảy ra ở vùng Belgrade của Liên bang Nga. Công chúng địa phương viết về nó một cách ồ ạt. Tuy nhiên, các nhà chức trách và các phương tiện truyền thông liên bang thì lại đều im lặng về vụ việc. Cư dân của vùng Belgorod lưu ý rằng tiếng nổ lớn được bắt đầu bằng một tiếng vò vò mạnh mẽ, nghe như máy bay bị rơi. Những cột khói đen bốc lên bầu trời phía trên khu vực cấp cứu. Lúc đầu, một cái gì đó vò về rất nhiều và sau đó nó đập mạnh, một nhân chứng mô tả vụ việc. Khi vụ nổ xảy ra ở vùng Belgorod, chuông báo động đã tắt trên ô tô, một số lưu ý rằng các bức tường và cửa sổ đang rung chuyển. Theo một phiên bản khác, một hỏa tiễn đã rơi xuống lãnh thổ Nga, được lực lượng vũ trang Nga phóng không thành công ở Ukraine. Quân đội và chính quyền Nga im lặng về vụ việc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cần lưu ý rằng sáng nay, chính thức khu vực Belgorod, quân đội Nga đã phóng hỏa tiện S-300 vào Kharkov của Ukraine. Một trong số chúng đã tấn công trung tâm thành phố, phá hủy trường đại học và một tòa nhà dân cư gần đó. Ba thường dân bị thương. Trước đó, một đám cháy đã bùng phát tại một trang trại xe tăng và một nhà máy ở vùng Belgorod. Thưa quý vị, còn khủng khiếp hơn các thống kê của Ukraine và phương Tây, trong 11 tháng của cuộc chiến tranh xâm lược ở Ukraine, tổng thiệt hại của quân đội chiếm đóng Liên bang Nga lên tới 185.000 người thiệt mạng và bị thương. Dữ liệu như vậy đã được công bố bởi kênh Telegram có ảnh hưởng của Nga, General SVR, trích dẫn các nguồn ẩn danh trong Điện Kremlin. Theo họ, vào sáng ngày 5 tháng 2, nhà độc tài Vladimir Putin đã nhận được báo cáo tổn thất với các số liệu sau. 132.491 quân nhân của quân đội chính quy Liên bang Nga, 46.535 lính đánh thuê của công ty quân sự tư nhân Nga PMC, 6.438 quan chức an ninh của lực lượng bảo vệ Nga. Lưu ý rằng không có xác nhận về những con số này vào lúc này. Giới lãnh đạo quân sự chính trị của Liên bang Nga che giấu dữ liệu về tổn thất trong chiến tranh và Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine công bố dữ liệu khiêm tốn hơn về tổn thất của người Nga. Theo báo cáo của Ukraine, vào sáng ngày 5 tháng 2, quân Nga đã mất 131.290 binh sĩ trong cuộc chiến, trong đó khoảng 700 là tổn thất của ngày cuối cùng. Điều quan trọng cần làm rõ là, theo dữ liệu tin báo phương Tây, trong 3 tháng qua, tổn thất của quân đội chiếm đóng của Putin ở Ukraine đã tăng gần gấp đôi. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác của cuộc chiến thưa quý vị. Một đồng minh thân cận của Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ, nước này sẽ thay Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov trong đợt cải tổ nhân sự lãnh đạo chiến dịch chống quân Nga của Kyiv. Bên cạnh đó, Ukraine cũng bắt đầu trừng phạt ngành công nghiệp hạt nhân Nga. Theo báo Guardian, vị trí của ông Reznikov đã bị lung lay sau khi có thông tin Bộ Quốc phòng Ukraine chi cao gấp 2-3 lần giá thị trường để mua thực phẩm cung cấp cho các binh sĩ đang chiến đấu ở tiền tuyến. Trong vài ngày trở lại đây, dư luận Ukraine đã râm ran tin đồn ông có thể bị cách chức. Tối năm tháng 2, David Erahomia, lãnh đạo Liên minh nô bộc nhân dân của ông Zelensky trong Quốc hội Ukraine cho biết, ông Raznokov sẽ được thuyên chuyển sang một vị trí bộ trưởng khác và người thay ông làm bộ trưởng quốc phòng sẽ là Kirill Budanov, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự G. Ông Erahomia không đề cập đến thời điểm thực hiện quyết định trên, nhưng viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng chiến sự buộc Ukraine phải thay đổi chính sách nhân sự. Nhà lập pháp này giải thích thêm rằng các cơ quan quản lý lực lượng vũ trang của đất nước như Bộ Quốc phòng cần có nền tảng an ninh hoặc quốc phòng lãnh đạo giữa thời kỳ xung đột. Theo Reuters, ông Reznikov là cựu luật sư được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine vào tháng 11-2021, chỉ vài tháng trước khi Moscow mở chiến dịch xâm lược ở nước này. Động thái này có phần lớn khả năng liên quan đến việc phương Tây gần đây đã gây thúc ép lên Tổng thống Ukraine trong việc loại bỏ triệt để tham nhũng còn tồn động ở đất nước để đổi lấy viện trợ mạnh mẽ hơn nữa. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 5 tháng 2 thông báo Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine vừa đưa ra các biện pháp trừng phạt có thời hạn 50 năm đối với ngành công nghiệp hạng nhân của Nga. Theo đài RT, tổng cộng hơn 200 thực thể Nga, bao gồm cả cơ quan quản lý hạt nhân Rosatom và một công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lớn nhất châu Âu, đưa vào danh sách đen lần này. Bên cạnh đó, các quan chức Mỹ và Liên minh châu Âu EU đe dọa trừng phạt kinh tế Georgia nếu Tbilisi nối lại các chuyến bay với Nga. Hai nước đã không có chuyến bay qua lại nào với nhau kể từ năm 2019. EU kêu gọi Georgia tham gia các biện pháp trừng phạt chống Nga trong lĩnh vực hàng không và duy trì cảnh giác trước bất kỳ nỗ lực nào có thể phá vỡ những biện pháp trừng phạt. Một phát ngôn viên của Cơ quan Hành động Đối ngoại EU phát biểu trên trang tin tức Netgezity của Georgia cuối tuần trước. Người phát ngôn nói thêm, EU đang xem xét áp trừng phạt với cả các nước cố gắng lách lệnh cấm vận Moscow vì cuộc chiến xâm lược Ukraine, kể cả việc cho phép đi lại bằng đường hàng không mỹ cũng có động thái tương tự khi phát ngôn viên của bộ ngoại giao mỹ cho hay washington sẽ kiểm soát xuất nhập khẩu đối với các công ty bảo dưỡng máy bay nga tại các sân bay của georgia Thưa quý vị, liên quan đến vụ các khinh khí cầu khổng lồ của Trung Quốc lơ lửng trên bầu trời Mỹ với mục đích do thám, sau một loạt áp lực yêu cầu loại bỏ vật thể xâm phạm lãnh thổ và an ninh bất hợp pháp này, quân đội Mỹ đã thành công bắn hạ khinh khí cầu to bằng 3 chiếc xe buýt bằng chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất của Mỹ là hỏa tiễn siêu đắt tiền. Mục tiêu bị F-22 đánh chặn là khinh khí cầu, được cho là loại dùng cho mục đích do thám của Trung Quốc ở ngoài khơi Myrtle Beach, Nam Carolina. Khí cầu do Trung Quốc sử dụng nhằm do thám các địa điểm chiến lược ở lục địa Mỹ đã bị bắn hạ trên lãnh hải Mỹ. Tờ Dry dẫn tuyên bố của ngũ giác đài. Để thực hiện thành công đòn đánh chặn, hai chiếc F-22 đã cất cánh từ căn cứ không quân Langley ở Virginia hôm 4 tháng 2. Theo Dry, đây là loại chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất của Mỹ và hàng đầu thế giới, có thể đối phó nhiều mục tiêu, máy bay đạt vận tốc tối đa khoảng Mach 2 và trần bay gần 20 km. Vũ khí được tiêm kích tàng hình sử dụng để đánh chặn là hỏa tiễn M9X Sidewinder, loại vũ khí công nghệ cao có thể khóa mục tiêu chỉ bằng cách lần theo hướng nhìn của phi công. Dòng hỏa tiễn Sidewinder có thể đạt vận tốc tối đa hơn 3.000 km h và có giá thành lên tới 380.000 USD cho mỗi quả. Báo Mỹ mô tả, quả hỏa tiễn do chiếc F-22 phóng ra đã cắt đứt phần trên của khí cầu với cụm thiết bị dưới, bao gồm camera, khí bị cảm biến cùng radar vận hành bằng năng lượng mặt trời. Các quan chức quốc phòng Mỹ ước tính khí cầu này lớn bằng 3 chiếc xe bus gộp lại, cao khoảng 36,5 mét. Sau khi bắn hạ thành công, ngũ giác đài thông báo Mỹ đang thu thập các mảnh vỡ của khí cầu Trung Quốc. Cùng lúc, Hải quân Mỹ đã triển khai nhiều tàu, bao gồm khu trục USS Oscar Austin, tàu tuần dương USS Philippine Sea và tàu tác chiến duyên hải USS Carterhorn hỗ trợ tìm kiếm. Một quan chức cấp cao quân đội Mỹ cho biết, các mảnh vỡ bị rơi xuống độ sâu 140 mét nên việc trục vớt không khó khăn. Các thợ lặn hải quân Mỹ sẽ lặn sâu nhất có thể để tìm kiếm. Giới chức Mỹ không nêu cụ thể thời gian có thể trục vớt các mảnh vỡ, nhưng cho rằng sẽ không mất quá nhiều thời gian. Thưa quý vị, với làn sóng xuất khẩu lao động ồ ạt từ Việt Nam sang những xứ tư bản trong hơn một thập niên trở lại đây, thì thật không quá ngạc nhiên khi chúng ta thi thoảng lại nghe thấy những cái tên Việt xuất hiện trên các bài báo về tai nạn lao động ở nước ngoài. Và mới đây cũng vậy, nhà chức trách Hàn Quốc ngày 5 tháng 2 cho biết lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm 9 người dân mất tích sau khi một tàu đánh cá bị lật ở ngoài khơi bờ biển phía tây nam nước này vào tối ngày 4 tháng 2, trong đó có hai công dân Việt Nam. Theo Jonas, vụ tai nạn lật tàu được báo cáo lúc 23 giờ 19 ngày 4 tháng 2. Nhà chức trách cho biết, chiếc tàu đánh cá nặng 24 tấn bị lật ngoài khơi bờ biển Tây Nam Hàn Quốc, cách hòn đảo không có người sinh sống DBG 16,6 km. Trên con tàu gặp nạn có 12 người, trong đó có 3 người nước ngoài. Có 3 người trên tàu được các thuyền gần đó cứu hộ và chuyển đến bệnh viện. 9 người vẫn đang mất tích, trong đó có 2 công dân Việt Nam. Tại cuộc họp với các gia đình nạn nhân ngày 5 tháng 2, Bộ trưởng Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc, Cho seung hoan cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân lật tàu và sẽ chia sẻ kết quả với gia đình các nạn nhân. Nhà chức trách đã triển khai không chỉ các tàu của cảnh sát biển và hải quân mà còn huy động cả tàu đánh cá gần đó tham gia cứu hộ. Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chỉ thị lãnh đạo các bộ phận và cơ quan thuộc chính phủ huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm và hỗ trợ các nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu. Lực lượng bảo vệ đường biển và quân đội Hàn Quốc đã điều 30 tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân Hàn Quốc cùng nhiều máy bay tuần tra hàng hải và thợ lặn từ đơn vị cứu nạn trên biển SSU tới khu vực xảy ra tai nạn để tìm kiếm nạn nhân. Kim In-hee, người phát ngôn của Tổng thống, cho biết ông Jun đã yêu cầu huy động tất cả các nguồn lực sẵn có và mở rộng khu vực tìm kiếm và cứu hộ, cũng như hỗ trợ đầy đủ cho các gia đình của những người mất tích và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay thay mặt ban biên tập Phan chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình hy vọng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like chia sẻ cũng như đăng ký kênh còn bây giờ xin được kính chào hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo